Xin mến chào quý cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị mình trở lại với nhà vườn bonsai bé đầm. Hôm nay kênh tiếp tục đến giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiển mới à. Cũng nhiều mặt hàng cho quý cô chú anh chị mình thoải mái giao lưu đam mê lựa chọn ha. Số điện thoại liên lạc của nhà vườn thì kênh ghi trên tiêu đề nha. Mình gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ chốt hàng sớm nhất nha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh. Chào khán giả đang xem kênh LTK Bonsai. Này nhà vườn bé đầm có lên một số cây lộc vừng, linh sam, me chua, mẫu đơn vàng là cũng là trang vàng, sam núi trái, cần thăng và một số cây giống. Số điện thoại của em là 0969 733 713, đó cũng là số Zalo của em. Đầu tiên em sẽ lên là combo giống 3 cây sam hương Đài Loan. Cái này là 3 cây này chậu 6 rễ ra đều dưới đít luôn nha. 3 cây sam hương Đài Loan này em Zalo là 120k trong cái giót 6. Cô chú anh chị coi giảm hộ em, bao sống bao ship luôn. 3 cây linh sam cũng là size 6. Em giao lưu này cũng là 120k, 3 cây bay. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em, cây sống khỏe nha, sam sung hinh. 4 cây sam núi trái. Trong giót 5, em giao lưu là 100k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Nhanh. 4 cây sam hương Đài Loan. Em giao lưu trong cái giót 5, 100k. C5, bò sống bò ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. 4 cây sam hình trong C5, em giao lưu là 100k. Em bò sống bò ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. 2 cây sam hương đầy, 2 cây sam hương cẩm thạch trong cái C6. Em giao lưu là 100k, em bò sống bò ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây cũng cỡ cũng vừa cái nha cô chú anh chị. 3 cây sam hương cẩm thạch trong cái C6. Em giao lưu là 120k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây cũng tây úc. Đầu tiên em sẽ lên là cây phôi lục vừng mã số 1. Chiều cao là 41. Vành thăng 19. Vành cũ 33. Thì mã số 1 em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ em cụ đế rất là quái luôn. Coi là ăn đất luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Em lên cây mã số 2 cũng là phôi lục vừng. Chiều cao là 55. Vị trí chỗ này là hoành thân này là 27. Hoành cũ là 35. Cây số 2 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ em. Bệ đế rất là quái luôn. Coi cái cây sống khỏe nha cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 3. Chiều bay là 48. Vị trí hoành cũ là 41. Vị trí hoành thăng chỗ này là 27. Cái mã số 3 này em giao lưu là 250k. Bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hồi em. Coi rất là quái luôn. Cũ cũng quái nha cô chú anh chị. Cây sống khỏe luôn. Em lên một cây mã số 4. Cây trực. Chiều cao là 28. Vị trí chỗ này là 37. Cái mã số 4 em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cái trực lắc rất là đẹp luôn. Em lên cái mã số 5. Chiều cao là 41. Vị trí hoành cũ chỗ này là 42. Cái số 5 em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây rất là quái cây luôn. Cũ rất là nở luôn. Em lên cây mã số 6. Chiều bay là 22. Chỗ vị trí này là 29. Chỗ này hoành thăng này cũng 28.
Cây số 6 này em vô luôn là 250k. Coi lượng rất luôn, em bao sống và ship luôn cô chú anh chị coi giùm hộ em nha. Lộc vừng nha. Em lên cây mã số 7. Một cây bay, một cây chật. Chiều bay là 62. Hoành thân là 24. Vị trí hoành cũ chỗ này là 46. Cây số 7 này em vô luôn là 250k. Vào sống vào ship luôn, vậy đó rất là nở, một cây bay với một cây trực, cô chú anh chị coi giùm hôi em. Cây sống khỏe luôn. Em lên cây số 8, cũng là một cây bay. Chiều bay 57. Vị trí hoành cũ là 40. Cây số 8 em vô luôn là 250k. Em vào sống vào ship luôn, cô chú anh chị coi giùm hôi em, vậy đó rất là quái luôn, co lạng lắc luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị, thần chậu. Em lên cây mã số 9. Chiều bay là 39. Cây này có dáng thú nha cô chú anh chị. Vành cũ cũng 39. Cây mã số 9 em vô luôn là 250k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị, cây thần chậu nha. Cũ rất là quái luôn, co lẹn lắc luôn. Em lên cây mã số 10. Chiều cao là 34. Vị trí hoành cũ là 38. Cây số 10 này em cũng vô luôn là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cây này có dáng thú rồi cô chú anh chị. Coi rất là quái luôn. Vậy đấy nở luôn. Cây sống khỏe chỉ cần mình vô dây mình chơi thôi nha. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây Linh Sam mã số 11. Chiều cao là 40. Vị trí hoành cũ là 42. Hoành thân 12. Cây 11 em vô luôn là 170k. Em vào sống vào ship luôn. Cây sống khỏe nha cô chú chị. Chỉ cần mình về vô dây mình căng tàn ra là cây rất là đẹp nha. Cây trực. Vì đây rất là nở luôn. Cô chú chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 12. Chiều cao là 40. Tổng hoành cũ chỗ này là 48. Vị trí này là 16. Cây 12 này em giao lưu là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hôm em. Bề đế rất là nở luôn. Cây cốt cành có sẵn nha. Cây sống khỏe. Em lên cây 13. Chiều bay là 32. Vị trí hoành cũ là 47. Hoành thân 12. Cây 13 này em cũng giao lưu là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây trực cây bay rất là đẹp nha cô chú anh chị, chỉ cần mình về vô dây mình chơi thôi. Em lên cây 14. Chiều bay là 20. Vị trí chỗ này là 17. Cây 14 em vô luôn là 200k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm ủng hộ giùm em, bởi đây rất là quái luôn. Co làng đất luôn. Em lên cây mã số 15. Chiều bay là 24. Em đo cái vị trí này là 14. Cây 15 này em cũng vô luôn là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em, bởi đấy rất là quái luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship luôn. Em lên cây 16. Một cây chật. Chiều cao là 25. Vị trí chỗ này là 19. Cây 16 này em vô luôn là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây sống khỏe nha. Chỉ cần về vô dây mình chơi thôi nha cô chú anh chị. Em lên cây 17. Một cây bay, một cây chật. Chiều bay là 23. Chiều cao là 28. Em đo cái vị trí chỗ này là 17. Cây 17 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Một cây bay, cây chật. Cốt cành có sẵn nha cô chú anh chị. Cần mình dây về mình vô dây mình chơi thôi. Em lên cây 18. Chiều bay là 35. Vị trí chỗ này là 12. Cây 18 này em giao lưu là 150k. Em bao sống bao ship luôn một cây bay em cây chật. Cốt cành có sẵn nha. Cô chú anh chị chỉ cần mình vô dây mình chơi thôi. Em lên cây mã số 19. Cũng là phô linh sam. Chiều cao là 23.
Vị trí này thì 13 cũ rất là quái nha cô chú anh chị. Cây 19 em cho luôn 170k, em bao sống bao ship luôn, cây trực, cây bay. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em đang cây me, phôi me chua nha cô chú anh chị. Cây mã số 20. Chiều bay là 31. Hoành thân 15. Vị trí hoành cũ là 47. Cây mã số 20 này em giao lưu là 250k, em bao sống bao ship luôn. Cây năm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Cũ rất là quái luôn. Em lên cây mã số 21. Một cây bay. Chiều bay 28. Vị trí hoành thân chỗ này là 15. Hoành cũ 37. Cây 21 này giao lưu 250k, em bao sống bao ship luôn, cây bay cũ rất là quái nha. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em, me chua. Em lên cây mã số 22, một cây trực, cây bay. Chiều cao là 34. Chiều bay là 30. Tổng hoành cũ là 27. Cây 22 này em cho luôn là 250k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 23, một cây trực. Chiều cao là 40. Vị trí chỗ này là 13. Tổng hoành cũ 42. Cây 23 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Phôi me chua nha cô chú anh chị. Me rất già cây nha. Cây rất là quái luôn. Bị đế rất nở luôn. Em bao sống bao ship luôn. Em lên cây mã số 24. Cũng là phôi me chua. Chiều bay là 40. Hoành thân chỗ này là 15. Hoành cũ 34. Cây 24 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Rất là đẹp luôn. Cây giờ đang sống khỏe ngày năm trời. Lá quá trời tốt luôn nha. Me chua rất già luôn. Em lên cây mã số 25. Một cây me chua. Chiều bay là 45. Vị trí hoành cũ chỗ này là 43. Cây 25 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn. Một cây bay. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Phôi me chua cũ rất là quái. Me này rất là già luôn nha. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 3. Cây mã số 26. Chiều cao 14. Vị trí hoành cũ là 37. Cây 26 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây coi lạng lắc rất là đẹp nha. Nằm dáng rất là ấn tượng nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 27. Cũng là phôi me chua. Chiều bay là 30. Vị trí chỗ này là 18. Tổng hoành cũ 29. Cây 27 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Một cây bay rất là quái luôn. Bị đế nở luôn. Cây rất là già nha. Săn cây chân nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 28. Chiều cao là 37. Tổng hoành cũ là 37 luôn. Cây 28 này em giao lưu là 250k. Bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em nha. Cây me chua già sống rất là khỏe nha. Cây thần chậu nha cô chú anh chị. Em lên cây mã số 29. Chiều bay là 32. Vị trí hoành thân chỗ này là 16. Tổng hoành cũ là 46. Cây 29 em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây bay cũ rất là quái nha. Cây bay quá trời cây bay nha. Me chua già luôn. Cây sống khỏe luôn cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Đây là mẫu đơn vàng, cũng là chen vàng nha cô chú anh chị. Mã số 30. Chiều cao là 40. Tổng hoành cũ là 54. Cây mã số 30 này em
Hoành thân vị trí trong này là 20. Cây 30 này em giao lưu là 500k, em bao sống qua ship luôn cô chú anh chị. Phôi trang vàng rất là già nha, đang lên bông luôn nha cô chú anh chị. Coi giam hộ giùm em, đấy rất là vô quái luôn. Em lên cây mã số 31. Chiều bay là 24. Vị trí hoành thân chỗ này là 20. Vị trí cũ là 44. Cây 31 này em giao lưu cũng là 500k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ em. Phôi mẫu đơn vàng rất là già cây nha cô chú anh chị, cũ rất là quái luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ em. Đây là em lên cây mã số 32. Chiều cao là 35. Vị trí chỗ này là 19. Hoành cũ là 51. Cây 32 này em giao lưu là 500k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Cây sống khỏe nè cô chú anh chị, cây thần chậu nha. Phôi trang rất là già luôn. Cây này cũng đang lên bông nha cô chú anh chị. Cây 33. Chiều bay là 34. Vị trí chỗ này là 20. Tổng hoành cũ là 48. Cây 33 này em giao lưu là 500k, em bao sống qua ship luôn cô chú anh chị, một cây bay rất đẹp nha, cũ đế khoái luôn nha. Đang lên bông luôn, cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Đây là cây mã số 34, hai thân đuổi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 35. Em đo cái vị trí này là 19. Tổng hoành cũ là 41. Cây 34 này em giao lưu là 500k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em, cây thân lắc rất đẹp luôn. Vậy đấy rất là nở nha cô chú anh chị, đang lên bông luôn, coi giùm hộ giùm em. Đây là cây mã số 35. Chiều bay là 34. Vị trí chỗ này là 18. Tổng hoành cũ là 54. Cây 35 này em giao lưu cũng là 500k, em bao sống qua ship luôn. Cây bay lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Cây đang lên bông luôn nha, cây sống khỏe nha. Đây là cây mã số 36, một cây bay. Chiều bay là 52. Vị trí chỗ này là 19 nha. Tổng hoành cũ là 40. Cây 36 này em giao lưu cũng là 500k, em bao sống bao ship luôn. Một cây bay bay đế rất nở nha cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Cây sống khỏe nghe năng lên bông nha, mẫu đơn vàng. Em lên cây 37. Chiều bay là 31. Chiều cao là 30. Vị trí chỗ này là 17. Hoành cũ 35. Cây 37 này em giao lưu cũng là 500k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ em. Cây đang ra bông quá đẹp nha cô chú anh chị, trang này rất là già cây luôn. Em lên cây mã số 38. Chiều bay là 22. Chiều cao 20. Vị trí chỗ này là 22. Hoành cũ là 42. Cây 38 này em giao lưu là 500k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Em lên cây mã số 39 luôn. Chiều bay là 39 luôn. Vị trí này là 17 luôn. Hoành cũ 37 luôn. Cây 39 em giao lưu là 600k, em bao sống bao ship luôn. Một cây bay rất là đẹp, bông đang ra qua nha cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Mẫu đơn vàng, một cây chật cây bay. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cái gì được rồi? Đây là cây sâm núi trái mã số 40. Chiều đổ là 29. Vị trí hoành cũ chỗ này là 20. Cây 40 này em giao lưu là 350k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Một cây đổ treo rất là đẹp nha cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Cây rất già cây luôn.
Muốn đi. Đây là cây 41. Chiều bay là 32. Vị trí chỗ này là 17. Cây 41 này em giao lưu là 300k. Em bao ship bao sống luôn. Sâm núi trái rất là già cây nha cô chú anh chị, coi và ủng hộ giùm em. Đây cây rất là quái luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Đây là cây sâm núi trái mã số 42. Chiều bay là 29. Vị trí chỗ này là 18. Vị trí chỗ này cũng là 14. Cây mã số 42 này em giao lưu cũng là 400k. Em bao ship bao sống luôn. Cây sâm núi trái rất là quái nha cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em. Cây rất là già cây nha. Bao sống bao ship luôn. Form rất là đẹp. Đây cũng là sâm núi trái một cây bay. Mã số 43. Chiều bay là 31. Vị trí này là 20. Cây 43 này em giao lưu cũng là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Một cây bay rất là đẹp. Cây sâm núi già nó sần sần lên nha cô chú anh chị. Coi giùm hộ giùm em. Em lên cây mã số 44. Cũng là một cây bay. Chiều bay là 37. Cái vị trí của chỗ này là 15. Vị trí này thì 21. Mã số 44 này em giao lưu là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Sâm núi trái cây già sống khỏe luôn. Đây là cây mã số 45. Chiều cao là 25. Vị trí này là 18. Cây 45 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị. Một cây trực rất là quái luôn. Vì đế rất là nở luôn. Khúc cành có sẵn, cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 46, cũng là một cây bay. Chiều bay 25. Vị trí này là 21. Còn ở vị trí này là 13. Cây 46 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn, cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Xem núi trái, cây già sống khỏe nha cô chú anh chị. Tâm tâm nha, cây này về mình vô chồng mình chơi thôi nha. Em lên cây mã số 47, cũng là sâm núi trái. Chiều cao là 46. Vị trí này là 20. Cây 46 em cũng giao lưu là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây mã số 47 chứ, không phải là 46 nha cô chú anh chị. Cây mã số 48 cũng là sâm núi trái. Chiều cao là 47. Vị trí này là 20. Cây 48 này em giao lưu là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị một cây trực rất là quái luôn. Tum tum. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây già sống khỏe luôn cô chú anh chị ơi. Lên cây 49. Chiều cao là 32. Vị trí này là 30. Cây 49 em vô luôn là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Sâm núi trái nha cô chú anh chị. Coi giùm hộ giùm em. Cây già sống khỏe luôn. Cây rất là quái cây luôn. Bao sống bao ship luôn. Em lên cây phôi cần thân mã số 50. Rất là quái nha cô chú anh chị. Chiều bay là 26. Vị trí cũ là 37. Cây mã số 50 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cũ rất là quái luôn, thăng quái luôn. Cô chú anh chị coi em hỏi em cây lên trời sống khỏe nha. Cây rất là già cây. Em lên cây mã số 57. Cũng là một cây bay rất là quái luôn. Chiều bay là 32. Em
Em lên cây mã số 51. Hoành cũ là 41. Cây mã số 51 này em vô luôn là 300k, em bao sống bao ship luôn, lên cớm nha cô chú anh chị. Cây rất là quái luôn. Cũ quái luôn, cây đâm trời sống khỏe luôn. Coi giùm hộ giùm em, rất là quái luôn. Em lên cây mã số 52. Chiều cao là 30. Tổng vị trí hoành cũ là 38. Cây 52 này em giao lưu là 300k, em bao sống qua ship luôn. Cũ rất là quái nha cô chú anh chị, một cục nha. Thân co lạng đất luôn, cô chú anh chị coi giảm hội em, cây đâm chồi sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 53. Chiều bay là 34. Hoành cũ là 54. Cây 53 này em giao lưu là 300k, em bao sống bao ship luôn. Một cây bay rất là đẹp cô chú anh chị, coi em hồi em bữa đấy rất là nở nha. Cây đâm chồi sống khỏe luôn, cây rất là lên cớm đẹp luôn. Đây là lên cây mã số 54. Chiều bay là 37. Vị trí hoành cũ là 35. Cây 54 này em giao lưu là 300k, em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị, coi em hồi em, cây bay cũ rất là quái luôn. Cây sống khỏe nha. Em lên cây mã số 55. Là một cây bay. Chiều bay 27. Vị trí hoành cũ là 38. Cây 57 này em giao lưu là 55 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cũ rất là quái nha. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây lên trời sống khỏe nha. Thần chậu nha. Cây mã số 56, một cây trật. Chiều cao là 27. Tổng hoành cũ là 49. Cây 56 này em giao lưu là 350k. Em bao sống vào ship luôn. Cô chú anh chị coi giờ em hỏi giùm em. Cây sống khỏe nha, lên trời nha, thần chậu. Em lên cây 57 là một cây trật quái. Chiều cao là 21. Tổng vị trí hoành cũ là 49. Cây 57 này em giao lưu là 300k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hồi giùm em. Coi cũng rất là quái nha, cây đâm chồi sống khỏe nha. Em lên cây 58. Chiều cao là 31. Vị trí hoành cũ là 34. Cây 58 này em giao lưu là 300k, em bao sống bao ship luôn. Cũ rất là quái nha. Cô chú anh chị coi giùm hồi giùm em, cây rất già cây luôn. Sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 59. Chiều bay là 28. Vị trí hoành cũ là 50. Cây 59 em giao lưu là 300k. Cây bay rất là quái nha. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây già sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 60. Cũng là một cây bay quái. Chiều bay là 32. Tổng vị trí hoành cũ là 41. Cây 60 này em cũng giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây đâm chồi sống khỏe luôn nha, thần chậu nha. Em lên cây 61. Cũng là một cây bay quái. Chiều bay là 30. Vị trí hoành cũ là 44. Cây 61 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây rất là quái luôn. Em lên cây mã số 62 là một cây trật quái. Chiều cao 28. Tổng hoành cũ là 44. Cây 62 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em, coi cần thân rất là già nha. Cây sống khỏe luôn. Đây là cây 63. Cũng là cây cuối cùng của clip này nha cô chú anh chị. Chiều cao là 32. Vị trí hoành cũ là 31. Cây 63 này em giao lưu cũng là 300k, em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em, cây rất là già sống khỏe luôn. Rồi chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai.